chiều các bạn quá là các bạn fan hư đúng không? Nếu không muốn hư thì hãy ghé qua shopee.vn nha các bạn. Shop của mình bán hàng liên quân Free Fire giá rẻ uy tín nha các bạn. Ngoài ra shop mình còn có vòng quay cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Và còn nhiều phần quà hấp dẫn khi các bạn đua top nạp thẻ đó nha. Các khuyến mãi bên shop của nó sẽ được liệt kê ở bảng thông báo nha các bạn. Còn chần chừ nữa mà không vào ngay shopee.vn. Xin chào các bạn nha. Mình là Nóc trên channel We Dog đây. Trước khi video này bắt đầu các bạn đừng quên là like cho nó một cái, đăng ký cho nó một cái và chia sẻ cho Nóc một cái nữa nha. Và đừng quên á, nếu các bạn thấy quảng cáo thì đừng quên click vào những cái quảng cáo nha để ủng hộ Nóc ăn mì gói các bạn ơi. Đó. Thì hôm nay các bạn ơi, anh MK gọi là chỉ Nấp một cái gì á. Anh MK hôm nay chị em cái gì mà cao em lên lên tòa nhà cao cao vậy? Vậy? Ủa? À, anh MK chị em bay á hả? Đúng rồi. Ôi, quăng cái này khó quá. Đó. Rồi, Nấp phải đeo cái cánh vào đi. Nào, đeo vô. Ôi giời. Ui, bay rồi. Dạ bay. Ừ, bây giờ đây nè. Đây là anh bà gia Nấp đứng ở đây đúng không? Nấp nhảy xuống, sau đó Nấp nhử nút. Giữ nút nhảy hai lần để giang cánh ra, sau đó cầm pháo hoa trên tay bấm chuột phải bay chiu 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 được chưa? Ôi sao nó cứ té vô sắp không nó phải bay, nó phải bay xuống á, lùi 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 chết 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 sẽ đâu? Không có nhiều vật cản, Núp sẽ bay hướng này nên đó bay một cái sao? Lên trời luôn. Anh MK bay trước đi, em sợ lắm, không dám sợ. Bay đâu. Tưởng gì Núp. Đây, thấy anh à, bay nè. Thấy chưa? Wow, à, bay lòn qua khe núi. Quýnh vô cái đầu nè, quýnh. Anh MK bay qua khe của em nè, bay đây. Quýnh MK. Ôi, không quýnh được rồi các bạn ơi. Quýnh khó rồi các bạn. Ôi, quýnh không được. Ôi, bay về đây. Rồi, đó, nè. Bây giờ Núp bay nè. Ui, xịn quá vậy. Ủa nhưng mà cái pháo hoa này làm gì? Để nó dùng để gọi là đẩy Núp bay lên trời, hiểu không? Phải có một cái gọi là cái giống như kiểu Núp máy bay á, nó phải có cái gì đó lực đẩy đó, phản lực á, nó gọi là phản lực đó. Núp bay hết. Phản lực ở đầu này nó phản lực. Phản lực bay cao lên nha, bay vút 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 luôn nha. Bay ra. Ừ. Cái thằng Núp thiệt là nguyên gốc. Nơi bạn nói rồi, Núp phải bấm nút nhảy. Giữ Núp bay ra, giữ nút nhảy là sao để giang đôi cánh dán ra và bấm chuột phải để bay, hiểu chưa? Bay, anh sẽ giúp Núp bay, bay. Cái thằng Núp thiệt là ngu ngốc. Để anh bên Núp lo cho anh lẹ nè. Bay một cặp. Rồi, nè, như nè, chuẩn bị nè, bấm nút nhảy hai lần nha, anh sẽ đứng sau quýnh vô cái mông Núp để Núp bay nhanh hơn nè. Một, đừng quýnh, không cho quýnh. Rồi, để Núp nhảy nha, trời ơi, bấm nhảy, Núp nhảy đúng không? Trời ơi, đúng rồi, Núp nhảy, Núp nhảy, xong rồi bấm, phá, thử nè, chút phá, liên tục. Ok, chuẩn bị, từ, mình đánh hít thở không khí cái đã, tập trung, tiền, cái gì? Cái gì tiền gì đó không nhớ nữa các bạn. Thôi nhảy nè. Ây da. Ủa. Ây. Ây. Wow. Ây. Nó bay nó ra nè một kia. Bay đi. Bay cao. Bay cao. Ui. Bay cao tuyệt sự luôn nè các bạn ơi. Wow. Ui. Cao quá hả. Ui. Bay xuống. Ây. Ui. Ui. Cánh Núp lại. Cánh Núp lại rồi. Núp ơi là Núp. Anh đâu có làm gì đâu, anh chỉ clear đồ Núp thôi. Cái gì? Anh mà cái đâu? Anh cho anh mà cái đó. Ui, cậu cho té luôn, gãy cái chân luôn rồi nè. Anh mà cái từ cho cái tật ra, cho Núp ha. Trời ơi, tưởng chỉ bay đồ chứ. Anh mà cái đâu? Chết bây giờ, chết. Ê, thôi. Giỡn nhiêu này là đủ rồi. Hôm nay, lại phải thực hiện thử thách nữa rồi. Lại là bạn, đố Núp là bạn nào? Bạn Minh Đồng Môi đúng không? Không phải, ngày hôm nay là bạn Quy Đồng Môi. Bạn mới đâu quỳ luôn cái thằng đó, nó quýnh chết là luôn rồi. Tiêu luôn. Không, bạn Minh đẹp trai highlight giống giống gì anh mà ra. Đây,
xuống đây, xuống đây, lẹ 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 lẹ. Anh đã chuẩn bị hết rồi. Ngày hôm nay anh cần phải tạo ra một bé san chú ma hề, nhớ không? Là sao? Đây, từ từ giờ nó nhìn nè. Đứng yên, đứng xa xa ra kia để anh. Đứng xa, đứng xa. Tạo ra 1, 2, 3, 4 từ từ luôn chút, 5. Ok ok. Thật chứ? Why? Đây 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 đây. Đây, để nó là xanh chú ma hề, từ để chỉnh cái này đó. Ủa, rồi đó. Chú mình cầm hai cái tay giơ lên làm gì vậy? Bắn bùm 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 chu chu đờ xanh chú, xanh chú. Xanh chú gì? Ủa các bạn ơi, đây là xanh chú ma hề các bạn ơi, không hiểu luôn. Chú hề quá các bạn, nhìn nó cười nè. Trời ơi, con xanh này nó làm được cái gì không? Thì bây giờ muốn làm được cái gì thì nấp sẽ được biến thành game mod 1, sau đó hãy đi review cho các bạn đi nè. Con xanh okay, trời không biết con xanh chú mà hề này con xanh nào. Ui bây giờ nếu mà con xanh này chú mà hề chú hề quá thì mình cho đấu lại con gọi là xanh virus các bạn ơi. Đó, hợp lý không anh MK? Hợp lý, từ từ để anh xin bon boy cái. Rồi rồi bây giờ để nó đặt ra thử nha. Lắp đặt. Gọi là mấy con gà mấy con gì xem nó đấu thử coi. Còn nó ồn quá các bạn ơi. Tắt luôn tí các bạn ơi. Ồn ào quá à. Ồn tắt luôn tí các bạn. Rồi để mình đặt con gà thử nè. Ủa nó giết luôn kìa. Ủa nó giết luôn kìa. Nó phải giết luôn chứ. Ê có gì nè. Rồi tắt tí nó thì tỏ các bạn. Chỉnh một thôi các bạn. Đó. Trời nó ồn quá à. Ui nó bớt lại nè. Nó cứ át tụi tụi hoài nè. Anh tắt được rồi á. Anh tắt cho nó rồi đó. Vậy tắt cái gì, tắt tiếng nè, cho anh tắt tiếng đi. Tắt rồi. Nó vẫn còn ác tù tù kìa. Hết chưa? Hết rồi, hết rồi. Trời ơi, mà nó cứ nhúng khó chịu quá các bạn ơi. Nó cứ nhúng nè. Thì nó gọi là chú bà hề mà nó. Ồ, bây giờ để nó đặt thử mang gà. Ê, trời ơi. Chết rồi. Trời luôn. Chết. Thôi, không sao, để anh. Đây, anh sẽ giải quyết cho nó. Rồi, đúng rồi, anh chết rồi. Một với hai, chú ma hề. Trời ơi, đấu rồi đó. Trời ơi, banh một khu rồi, chết rồi. Ui, nó đấu rồi. Ui, một với hai mà thằng San Virus mà thắng được là hơi ghê đấy. Ồ, con San, không, nó nghĩ là con ơi, nó bắn ra cái ti kìa. Ui, anh mà kìa. Sao? Con San chú hề nó bắn ra cái gì nè. Ti gì mà đi xì vậy ta? Không hiểu luôn. Cái gì? Nó ồn ào quá, tắt tiếng anh ơi, nó ồn ào nữa rồi anh ơi. Rồi, được chưa, hết chưa, hết ồn chưa? Hết rồi. Ủa nhưng mà, ui. Con xanh nó cũng sợ luôn kìa, nó không dám tấn công gần luôn kìa. Ui. Thì đó. Nhưng mà hai thằng San Virus này nó chơi nó đè dớt xuống dưới hố luôn rồi. Ờ. San Virus này chơi dơ. Ủa San Virus đâu mất tiêu rồi. Ủa. Ủa ai dưới đây nè. Ui nó đâu rồi. Ê, ta về xuống dưới luôn rồi. Ui. Quýnh nhau đi. Ui. Ui trời, có khi nào nó quýnh hồi xuống dưới đáy luôn á nó bơi. Ờ, nhưng mà sao chú hề này nó không làm được, không làm gì hết á. Đánh chỉ chú hề thôi các bạn ơi. Nó đang đánh nè, nhưng mà không có vẻ là nó không phải là đối thủ của cái tên San Virus nữa bà. Ờ, ủa, đâu mất tiêu rồi. Ủa, vẫn nghe nó kêu nhưng mà mất tiêu rồi. Tắt tiếng ra nè. Đi đâu rồi nó bơi. Ông ào thiệt sự luôn các bạn. Chắc là lên đường rồi. Lên đường rồi, ok bây giờ đến nấp đặt thử chục con ra xem như thế nào các bạn. Trời đúng là đúng quá, hợp lý á, chục con đi. Ok đặt ra, bụp. Cho mày bao hello con chân xanh nó lên khiếp sợ luôn các bạn. Anh đưa anh. Nhưng mà sợ là nó không có đánh được á chứ. Nó không có đánh được cái con xanh virus đâu. Con xanh chú hề nó cứ anh đùa hoài kìa. Trời, chờ tóm hết rồi đó. Chờ tóm đi, nó cứ chú hề hoài. Nó cứ anh đùa, trời, nó xuống tầng đất rồi. Rồi sao? Rồi luôn. Đứng luôn rồi các bạn ơi. Ok, để nấp xíu nha, để nấp tái gà vô xong rồi vô lại các bạn ơi. Đều đều. Để nấp tái gà vô lại xem đấu nhau như thế nào nha các bạn. The next day. Ok các bạn ơi, bây giờ nấp đã qua vô lại thế giới rồi. Rồi nấp xóa hai con kia rồi các bạn ơi. Trời ơi, để hai con đó nó làm lắc banh quên nấp rồi. Các bạn thấy hồi nãy nó xuống tầng đánh nền mà giờ còn tầng này không? Đó, nó mới gọi cái độ lắc của nó là kinh điển đó, nó vậy đó. Ủa anh mà cà xuống dưới làm gì? Xuống tầng đánh nền.
ơi, cái nền đó trời ơi hơi bị sâu luôn á, mà hồi nãy á là mình tới rồi đó, mà giờ nó mình giờ vô lại thế giới nó còn mới tới đây à. Rồi bây giờ sao, bây giờ sao đây? Bây giờ Nấp nghĩ là Nấp có ý kiến này hay nè. Bây giờ nếu con xanh chúa hề nó không đấu được cái con xanh error, mình phải chịu hồi ra 1000 con gọi là chúa hề Sana đấu xem như thế nào. Vãi nồi luôn, đâu cách bơi. Bây giờ là Nấp anh, bây giờ anh đặt con xanh gọi là đây, anh đặt đây nha, xanh video nha, em sẽ đặt con chụp con xanh chúa hề ra luôn. Rồi đặt một đi, hai ba, chạy 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 chạy. Ui cái bạn này nó buồn cười quá, nó cứ nhung 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 ấy. Trời tất con xanh không thương tiếc luôn kìa các bạn ơi, tấn công dồn dập, tấn công xanh virus không thương tiếc luôn kìa. Rồi rồi ủa đừng tới giới luôn vậy à, nhưng mà sao nó vẫn nhảy? Ông nó nhảy là chuyện của nó, nhưng mà ủa đừng tới giới vậy à, hình như đứng rồi nó ơi. Rồi sao các bạn đợi đợi nó bù xíu, nó thoát ra vô lại, vậy là chắc do mấy con xanh này rồi. Ồn ào quá các bạn ơi, để nó một xíu nha. Ok các bạn ơi, vậy là mình đã có kết luận rồi, chứng tỏ là hai con này đều làm lắc quơ nhau như nhau đó, sức mạnh thì không sức mạnh thì hơn nhau đó, nhưng mà nó có cái đặc điểm chung là làm lắc cái quơ nấp các bạn ơi, làm lắc luôn cái quơ nấp, bay luôn cái máy PC của nấp. Nhưng mà thôi kệ các bạn ơi, ủa anh mà cay vô lại nè. Rồi bây giờ để chú chơi đây để nó đặt mấy con xanh này ra đấu nhau, rồi xem đánh nhau như thế nào. Nó là chuẩn bị banh thế giới đó mà. Rồi xong rồi banh thế giới của Nấp rồi. Thì ok đó, trong những video của Nấp qua đây. Và các bạn đừng quên để lại cho Nấp một nút like kìa, một đăng ký và một nút chia sẻ cho các bạn. Và đừng quên đó chia sẻ cho các bạn bè của bạn xem những cái video như thế này nha. Đó, nếu các bạn chia sẻ thì Nấp có thể làm nhiều hơn về mấy con xanh này các bạn ơi. Trời ơi, cái hố, nó biến thành cái hố ánh sáng luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, toàn cái tia laser nó bắn tùm 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 lum rồi các bạn. Trời ơi, tùm tùm mà tùm mà lum 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 lum. Ok, thì tạm biệt các bạn nha. Và tám mươi phần trăm các bạn chưa có xem video của Nấp mà chưa có đăng ký cho Nấp á, thì đừng quên đăng ký cho Nấp các bạn, thì đăng ký đi vì nó miễn phí. Thì ok, nó trong thì video của Nấp qua đây. Và các bạn tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới nha. Lắc qua cái Nấp rồi.